Còn cái video này thì Mạnh Phát sẽ bật mí cho mọi người biết cái chiếc Vespa này được nâng cấp giữa vòng đời, và tại Mạnh Phát thì giá cả nó cũng không thay đổi luôn. Không thay đổi luôn. Mạnh Phát sẽ đi test thử để xem là nó có khác gì không. Khi mà nó nâng cấp cái nhựa bên trong lên dòng nhựa xịn hơn ấy, thì khi mà chúng ta bắt nhựa vào thì nó sẽ khít hơn nhá. Những cái nhựa này chúng ta bắt vào thì nó sẽ khít hơn này. Đấy, nó sẽ khít hơn và cảm giác nó đầm xe hơn, bởi vì cái nhựa này nó cũng nặng hơn đi. Bắt nó cũng chắc chắn hơn này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Điện Mạnh Phát. Thời điểm này chính là thời điểm vàng để tất cả các hãng xe điện đang dập dịch và cho ra mắt những cái mẫu xe điện cực kỳ hot và không nằm ngoài vòng quay đó. Ngày hôm nay, D-Tech đã ra một trong những cái bản cập nhật mới nhất của phiên bản xe Vespa điện tại Việt Nam. Và chiếc xe này có rất là nhiều thứ mà lần đầu tiên một chiếc Vespa điện tại thị trường Việt Nam có. Với cái kiểu dáng thì thứ nhất là con này thay đổi cái gì và giá cả nó có thay đổi hay không thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Nói về kiểu dáng thì con này vẫn là phiên bản xe Espero. Nó có mã của nó đây. Mã của nó là SE. Con này thì thay đổi cái gì? Có lẽ là phiên bản màu đen này nó không toát lên được những cái thay đổi về bộ nhựa cho mọi người. Tuy nhiên là đây, xin mời anh kỹ thuật sẽ quay gần để mọi người xem này. Mình sẽ nói về những cái điểm thay đổi trước nhé. Thứ nhất là cái phần nhựa bên trong và nhựa để chân này nó sẽ đồng màu bên ngoài nhá. Đây, tức là nếu mà xe màu trắng thì cái nhựa bên trong này cũng màu trắng nhá mọi người nhá. Đấy. Nó cũng màu trắng theo xe luôn. Đây là phiên bản màu đen nhám, có thể là mọi người nhìn không rõ thôi. Đấy, mình sẽ quay cho các bạn một phiên bản màu khác sau. Nhưng đây là phiên bản màu đen nhám. Cái phần này, phần để chân này này và phần nhựa này nhá. Nó sẽ đồng màu luôn theo xe. Tức là xe màu trắng thì nó cũng màu trắng, màu xanh nó cũng màu xanh. Tiếp theo là mọi người sẽ nhìn thấy cái gì thay đổi. Giảm sóc có thay đổi, bắt mắt hơn. Và đây chúng ta cùng quay liền. Cụm công tắc tay ga nó tích hợp trực tiếp vào đây luôn. Tức là tay ga trước kia nó sẽ có cái nút xuống đây, đúng không ạ? Thì bây giờ không, tay ga nó như này. Và nút nó tích hợp trực tiếp bên đây luôn. Rất là đẹp, mặt đồng hồ nó cũng khác này. Anh em biết tại sao cái mặt đồng hồ này khác không? Đây chính là cái mà làm nên nó. Chiếc Vespa đầu tiên ở Việt Nam dùng thẻ từ NFC. Đấy, quá thông minh luôn. Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy, cực kỳ xịn và sẽ không còn khóa từ nữa. Bởi vì tại sao? Bởi vì là chúng ta sẽ dùng cái thẻ NFC này là sau 5 giây nó sẽ tự khóa từ xe luôn. Siêu an toàn nhá. Cực kỳ an toàn luôn. Và đây là chiếc Vespa điện đầu tiên ở Việt Nam được trang bị nhá, được trang bị tính năng thẻ từ này, quá dã man. Bây giờ Mạnh Phát sẽ thử xem nào. Chiếc xe Vespa thế hệ mới này của D-Tech nó sẽ có hai số nha mọi người nhé. Đây, số 2 này, nó không có số 3. À, 1 này, 2 nhá. Ấn nút tăng tốc. Đấy, nó sẽ lên được 58 cây này khi không có tải nha mọi người nhé. Đấy, nó sẽ có hai số và vẫn có nút cứu hộ ở đây. Đấy. Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. D-Tech thì họ sẽ ra mắt năm nay là 3 mẫu Vespa và đây là một trong 3 mẫu đó nhá. Đây là mẫu đầu tiên trong 3 mẫu và sẽ ra một mẫu đèn kim cương mới và một mẫu Vespa hoàn toàn mới nữa. Cái phiên bản này thì vẫn giữ được cái nét trẻ trung ở những đời trước, những cái tinh túy của năm ngoái. Khi mà hệ thống đèn thì đây anh Duật sẽ quay để mọi người xem này. Đây, hệ thống đèn thì nó sẽ thiết kế ở đây này. Đấy, mọi người thấy không ạ? Đèn thì vẫn rất là đẹp. Đấy, đèn thì vẫn rất là đẹp nhá. Hệ thống đèn vẫn rất là đẹp. Đèn LED này. Đấy, giải định vị ban ngày này, xi nhan vẫn rất là đẹp. Đấy. Phiên bản này thì được nâng cấp càng nhôm này. Động cơ cũng là thế hệ mới nhá. Động cơ thế hệ mới. Như chiếc động cơ này đang ghi là 1600W này. Đây anh ta sẽ quay gần để mọi người xem này. Nhưng mà chắc là không đúng đâu. Con này chỉ 1000W này. Nó ghi là 1600 nhưng chắc được 1000. 1000W này. Phần này mình nghĩ là chính xác hơn. Hai thông số 1000. Đây nó lại ghi là 1600 nhưng Mạnh Phát nghĩ là 1000 thì nó chính xác.
1.000 là chính xác hơn, bởi vì 1.600 nó cũng thừa. Xe dưới 50 phân khối mà, chúng ta đi nó chỉ đến 50 cây thực tế thôi. Phiên bản này là một trong những cái phiên bản mà D-Tech họ đánh dấu một bước ngoặt trong cái chiến lược của hãng nha mọi người nhá. Tại sao Mạnh Phát lại nói như vậy? Bởi vì với những cái công nghệ mà được trang bị trên chiếc xe này thì không một chiếc Vespa nào ở phân khúc trung cấp có được cả, ngay cả cao cấp còn chưa có. Tức là bắt đầu từ năm nay, D-Tech họ sẽ định vị là thương hiệu của họ lên tầm cao mới nhá. Lên tầm cao mới, đó là nâng cấp lên là phiên bản cao cấp, và sẽ có những chiếc Vespa đầu bảng, hai phanh đĩa công nghệ đời mới cực kỳ xịn sò. Và các bạn sẽ cùng đón chờ Mạnh Phát ở những cái video tiếp theo. Còn cái video này thì Mạnh Phát sẽ bật mí cho mọi người biết cái chiếc Vespa này được nâng cấp giữa vòng đời, và tại Mạnh Phát thì giá cả nó cũng không thay đổi luôn. Không thay đổi luôn, Mạnh Phát sẽ đi test thử để xem là nó có khác gì không. Khi mà nó nâng cấp cái nhựa bên trong lên dòng nhựa xịn hơn ấy, thì khi mà chúng ta bắt nhựa vào thì nó sẽ khít hơn nhá. Những cái nhựa này chúng ta bắt vào thì nó sẽ khít hơn này. Đấy, nó sẽ khít hơn và cảm giác nó đầm xe hơn, bởi vì cái nhựa này nó cũng nặng hơn đi. Bắt nó cũng chắc chắn hơn này, từ cái phần để chân đến những cái chi tiết của nó cũng chắc chắn hơn. Đấy. Và khóa từ thì nó vẫn mở, khóa cốp thì nó vẫn mở trên này thôi. Đấy. Bên trong nó có gì? Có gương này. Bật mí cho mọi người là phiên bản D-Tech thế hệ mới này nó còn nâng cấp thêm đấy ạ, chứ không phải là chỉ dừng lại ở đây đâu ạ. Đây. Đấy. Đó chính là nằm ở bộ sạc. Sạc của xe được nâng cấp lên sạc cao cấp hơn nhá. Đây. Sạc của xe được nâng cấp lên sạc cao cấp hơn. Smart F-Pro này. Sạc này là dòng sạc xịn hơn đấy nhá. Sạc này là một trong dòng sạc xịn nhất bây giờ. Sạc của Talon này. Sạc này rất là xịn. Đấy, rất là xịn. Và D-Tech năm nay là họ nâng cấp cả sạc luôn. Theo xe luôn. Đây là một cái đột phá nhá. Cốp nó cũng sâu hơn luôn đi. Đấy, vẫn tặng kèm cả sàn để chân. Cái này là một cái rất là hay. Mình cũng khá là bất ngờ khi mà D-Tech năm nay họ có những cái bước thay đổi rất là kinh. Rất là vinh dự khi được hợp tác chiến lược với thương hiệu D-Tech nha mọi người nha. Những cái công nghệ đặc biệt là đối với một phiên bản như thế này. Cái thẻ NFC này để mà lắp lên thì nó không phải chênh cả triệu bạc ấy. Chiếc xe này, mẫu này trước kia Mạnh Phát vẫn bán cho mọi người với giá 17.500.000 luôn. Đây là giá niêm yết của hãng. Và phân bản nâng cấp giữa vòng đời này, hãng vẫn đang để một cái giá rất là tốt. Mặc dù là nhập vào có đắt hơn, nhưng Mạnh Phát vẫn đang ưu ái để cho mọi người với cái giá vẫn như cũ là 17.500.000 nhé. Sắp tới thì hãng cũng sẽ ra mắt một số phiên bản mới hơn thì giá nó sẽ đắt hơn nhé. Còn trước mắt là phiên bản này là vẫn có giá 17.500.000 theo như công bố của hãng, và tại Mạnh Phát cũng đang bán như vậy. Phanh trước là phanh đĩa, động cơ chính xác là lấy 1.000W thì sẽ là chuẩn hơn. Tốc độ tối đa cả tăng tốc là lên được 58 cây/giờ. Đặc biệt là D-Tech là một trong số ít những hãng xe điện ở Việt Nam được cung cấp bình chính hãng. Chính hãng nhé, không phải liên kết bên thứ ba mà là bình chính hãng luôn của D-Tech luôn. Và bình này nó sẽ cho đạt km chuẩn theo xe là từ 60 đến 80 cây nhá. Nâng cấp lên bản này cái thì nó sẽ có thêm cái thẻ từ này rất là xịn sò. Đây Mạnh Phát sẽ thử tắt đi và để 5 giây để xem chiếc xe nó khóa như nào nhá. Và đối với xe của D-Tech thì mọi người biết rồi. Trước kia nó đã có sẵn những cái nút này. Đây anh Tuấn sẽ quay này. Nó có nút cứu hộ này. Cứu hộ nhá. Đầy đủ này. Đấy, nút số 1 2 này và nút support tăng tốc bên này. Đấy. Đèn còi xi nhan đầy đủ này. Đấy. Xi nhan ở đây, còi ở đây, pha cốt ở đây. Đấy, nói chung là một chiếc xe hay cấu tạo từ những cái tay ga công tắc nó rất là cao cấp. Kể chìa khóa của xe nó cũng rất là cao cấp nhá. Đấy, và D-Tech cũng là một trong số ít những cái hãng mà họ làm những cái này rất là chuẩn này. Thứ nhất là họ cà sẵn cho các bạn số khung, số máy. Cái thứ hai thì đây, xin mời anh chúng ta sẽ quay sang bên này để mọi người biết này. Đây. Một thương hiệu lớn thì xe của họ sẽ có những cái vết như này. Mọi người biết cái vết này vết gì không ạ? Vết zin ấy, ốc chưa tháo nhá. Tháo ra thì nó sẽ mất zin. Tất cả ốc của họ đều có những cái dấu như thế hết. Đây nhá, cái này mọi người để ý. Những hãng lớn thì họ hay có thói quen như vậy, còn những hãng nhỏ thì không. Đây. Mọi người thấy không ạ? Nó sẽ có. Đấy. Nó sẽ có cái này, như xe Honda, xe Yamaha nó sẽ có nhá. Có những xe điện hàng giá rẻ thì nó không lắp ráp thủ công, không có máy móc, không có dây chuyển chuyên nghiệp thì lấy đâu ra những cái vết như này. Nên Mạnh Phát khẳng định luôn cho anh em biết như thế luôn nhá. Đây là những cái rất là nhỏ nhưng mà rất là tinh ý mọi người nhận ra được. Phiên bản này thì có một phanh đĩa, nhưng Mạnh Phát đang nói lốp này là lốp 300-10 nhá. Lốp 300-10. Xe D-Tech thì họ thiết kế rất là trẻ trung. Rất là trẻ trung. Đấy, kiểu dáng vừa phải và chiều cao họ làm lốp 300-10 thôi. Nên là cái yên nó cũng thấp, là phù hợp với chiều cao của các bạn học sinh. Ở Việt Nam mình thì các bạn học sinh đi những xe này rất là đẹp và xa nữa. Thực ra nhiều bạn bảo là xe điện là bắt nhái như kiểu dáng. Thế nhưng mà vấn đề là phục vụ thị yếu.
không có mọi người, nhưng mà nhái thì bản thân hãng họ đã bị đóng cửa rồi chứ chả đến lượt chúng ta bình luận đúng không ạ? Chắc chắn là cái kiểu dáng này họ không thể độc quyền, Piaggio không thể độc quyền tại Việt Nam được. Các hãng họ mới làm được chứ, đúng không ạ? Đây là vay mượn ý tưởng. Đó, bởi vì ở Việt Nam mình các bạn thích cái kiểu dáng này thì các hãng họ làm ra và có thị phần bán rất là tốt. Bản thân Mạnh Phát bán cái kiểu dáng này cũng rất là tốt. Thì chứng tỏ là chúng ta rất là thích cái kiểu dáng này thì các hãng họ làm ra thôi. Và họ nâng cấp lên những cái linh kiện này rất là tốt. Còn nếu mà câu chuyện ở đây là câu chuyện về về nhái kiểu dáng thì Mạnh Phát không đồng quan điểm, bởi vì nhái thì nó đã có luật pháp để can thiệp rồi, đúng không ạ? Chúng ta không đoán sâu về vấn đề đó. Cái kiểu dáng này là một cái kiểu dáng kinh điển mà ngay cả Jadi, như mọi người nhớ, ngay cả Jadi là thương hiệu xe điện toàn cầu đứng số 1 thế giới, khi vào Việt Nam phải làm Aurora S1 kiểu dáng như này để bán tại riêng Việt Nam thôi. Cái mẫu đó không bán trên toàn thế giới nhưng chỉ bán mỗi tại Việt Nam thôi. Mọi người hiểu là người Việt Nam mình ưa chuộng cái kiểu dáng đấy như nào. Và họ đấy người ta gọi là phép vua thua lệ làng đấy. Một hãng xe điện toàn cầu đẳng cấp thế giới, đứng số 1 thế giới, và Việt Nam phải làm cái mẫu này để phục vụ thị trường Việt Nam. Đấy, mọi người biết là cái mẫu này nó kinh điển như nào. Và D-Tech là một trong số ít những hãng xe điện có doanh số sản lượng cực kỳ lớn. Chính vì sản lượng lớn nên là cái giá của họ họ đào xuống rất là tốt nhé. Rất là tốt, thậm chí là đến mức là ra đi họ sang Việt Nam họ chưa chắc đã cạnh tranh được về giá với D-Tech. Mà năm nay là năm đột phá khi mà D-Tech họ quyết định là nâng cấp lên dòng Vespa lên phân khúc cao cấp, thậm chí là vượt trội hẳn luôn. Và hiện tại thì với cái thẻ NFC như này thì không có một hãng xe điện Vespa nào ở Việt Nam có được nhé. Không biết là sắp tới sẽ có không, nhưng hiện tại thì là không nhé. Đến thời điểm ra mắt này, đến thời điểm chiếc xe đang có mặt tại đây, đang được Mạnh Phát review, thì chưa một chiếc Vespa điện nào ở Việt Nam có thẻ từ. Đấy. Và cái thẻ từ này thì là ra đi họ mang về Việt Nam đầu tiên trên chiếc X-Bull và một số mẫu. Tuy nhiên là trên mẫu Vespa điện thì D-Tech họ đang là thương hiệu đầu tiên mang cái thẻ từ này vào Việt Nam nhá. Đấy, mọi người biết như nào chưa ạ? Xe này có rất là nhiều màu đây, mọi người thấy không ạ? Nó sẽ khóa bánh như này này. Đấy, nó sẽ khóa chống trộm này. Đấy. Đấy, mà nó đang khóa xe đấy. Tự khóa nhá. Và khi mà đã khóa xe như này là chúng ta dùng chìa mở lên cũng không đi được đâu ạ. Chúng ta bắt buộc phải dùng thẻ nhá. Bắt buộc phải dùng thẻ nhá thì mới mở được chế độ khóa xe nhá. Mọi người lưu ý nhá. Bắt buộc phải dùng thẻ từ thì chúng ta mới mới mở được khóa xe nhá. Đấy. Mọi người phải lưu ý cái đấy. Đấy, đây, có tiếng xi nhan của nó này. Tít 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 này. Đấy. Bắt buộc phải dùng thẻ từ thì chúng ta mới đi được xe nhá. Tất cả xe có thẻ từ đều như vậy. Và Mạnh Phát cũng đang có đủ màu và đang có chương trình ưu đãi cho tất cả các bạn là free ship toàn quốc nhá. Free ship toàn quốc cho cái mẫu xe mới của Mạnh Phát rồi, thì cái đấy là điều đương nhiên rồi. Đối với Mạnh Phát thì luôn luôn là miễn phí vận chuyển cho các bạn trên toàn quốc. Đấy, mọi người có muốn mua một chiếc Vespa điện đầu tiên tại Việt Nam mà có thẻ từ NFC đến từ thương hiệu nổi tiếng Epiro của D-Tech thì nhấc máy lên và alo cho Mạnh Phát, thì nhân viên của Mạnh Phát sẽ tư vấn cho mọi người qua số hotline là 0358 993 993 hoặc là 0866 903 993 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.